mấy anh em nào mà nuôi dê mà làm trò dê mà dê mũi này nè, mấy anh em nuôi lấy phân mà nó về mà nó chậm, hoặc là anh em nuôi dê mà dê nó bỏ đi, thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em cách nuôi dê lấy phân mà mình sử dụng máy mà trong phút nó lẹ hơn. Anh em muốn coi clip đó thì bấm dưới đường link clip này, hoặc là anh em có thể vào kênh Sân Bảy tìm một số clip về nuôi dê, hoặc là anh em có thể lên YouTube bấm vào tìm kiếm là máy thu hút dê, cũng có thể là anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp để Thuận tư vấn cho anh em nhiệt tình hơn. Thì đây là tiếng dê Thuận đăng lên giữ lại bản quyền, anh em nào cần liên hệ số điện thoại để được tư vấn. Mấy anh em nào mà làm chòi nuôi dê mà dê đang nuôi mà tự nhiên dê nó bỏ đi, bị ảnh hưởng một số vấn đề như lá hoặc là thay lá, hoặc là nhiều vấn đề mà dê bỏ đi mà dê nó về chậm, thì anh em liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn cho anh em cái cách để sử dụng cái máy gọi dê về nó lẹ hơn. Anh em có thể xem clip đó bằng cách bấm vào đường link bên dưới clip này, hoặc là có thể tìm trên mạng YouTube clip là máy thu hút dê, có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Anh em có Zalo để Thuận gửi clip qua cho anh em coi thử nghiệm thêm. Thì đây là tiếng dê Thuận chép mà anh em vừa đi dựng lại bản quyền, thì mình còn còn rất là nhiều tiếng dê rất là hay, dê mũi để dụ dê nó về chọi nó lẹ hơn. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào anh em. Mấy anh em nào mà nuôi dê lấy phân mà làm chòi dê mà dê về chậm thì liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em cái cách để dụ dê mũi về chòi lấy phân một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng máy gọi. Anh em có thể bấm vào đường link bên dưới để coi clip nuôi dê lấy phân mà sử dụng bằng máy, hoặc là anh em có thể bấm